gắn bó từ trong âm nhạc đến cuộc sống. Ca sĩ Hà Thúy Anh cùng nhạc sĩ Tuấn Mario đã cùng nhau xây dựng sự nghiệp thành công và mái ấm gia đình hạnh phúc. Từ những cái lúc mà anh em nói chuyện sát cánh bên nhau, công việc rồi đến đời sống thì tình cảm nó lại len lỏi và từ đó bắt đầu nó phát triển thêm. Những tâm sự về chuyện nghề, chuyện đời sẽ được Hà Thúy Anh chia sẻ trong Chuyện Tối Cùng Sau. Có đôi khi phải hy sinh một chút bởi vì có những lúc công việc áp lực nhiều khi nó cũng đè lên cái tinh thần, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu như không hiểu mình và không chịu chia sẻ có lẽ sẽ không đi đường dài được. Đón xem Chuyện Tối Cùng Sau với câu chuyện của ca sĩ Hà Thúy Anh được phát sóng vào lúc 21:50 phút thứ tư ngày 3 tháng 7 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1.